Kính chào bà con và các bạn, Kiều Anh và Thanh Hải sẽ đồng hành cùng bà con và các bạn trong chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Nếu như trước đây nhắc đến trồng sen thì hầu như chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sầu riêng hoặc là bơ trồng trong vườn cà phê đúng không chị Thanh Hải? Tuy nhiên trong chương trình hôm nay thì một mô hình trồng sen với nhiều lợi ích thiết thực sẽ được giới thiệu đến bà con và các bạn. Hãy cùng đồng hành với 365 ngày chuyển động để xem đó là cây trồng gì nhé. Nhưng trước hết xin mời bà con và các bạn hãy cùng điểm qua những tin tức không kém vật nổi bật khác ngay sau đây. Kinh nghiệm xử lý nguồn nước sạch trong nuôi cá tầm. Nuôi bò vàng ở Lạc Dương giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập. Xử phạt gần 100 doanh nghiệp kinh doanh phân bón kém chất lượng. Sau nhiều loại trái cây xuất khẩu chính ngạch, bưởi và chanh Việt Nam chính thức sang New Zealand. Nuôi cá tầm công nghệ cao với khâu xử lý nguồn nước khác biệt, giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai, giúp tăng năng suất, giảm nhân công, đang là xu hướng mới được người dân tìm tòi, học hỏi. Lâu nay, việc nuôi cá tầm vào mùa mưa lũ luôn là thử thách lớn đối với người chăn nuôi. Hầu hết các trang trại lớn nhỏ đều ít nhiều chật vật, thậm chí là bị thiệt hại nặng nề khi nước lũ đục ngầu đổ về, khiến hệ thống lọc nước có phần thủ công của các trang trại không thể kịp xử lý. Mời bà con cùng theo dõi kinh nghiệm xử lý nước tại một cơ sở chăn nuôi cá tầm. Ông Khuất Duy Vinh, quản lý trang trại nuôi cá tầm của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Mai Trang cho biết, thay vì lấy nguồn nước lạnh cạnh nguồn thì hồ chứa nước dự trữ được xây dựng gần đó. Các hồ nuôi, hồ nước dự trữ được làm bằng bạc nhựa chất lượng cao, dẫn nước về qua hệ thống ống nhựa tới bể tròn, nằm cách xa hẳn với nguồn nước suối đầu nguồn. Việc này giảm thiểu rất nhiều rủi ro do mưa lớn, nước lũ đổ về, làm nguồn nước nuôi cá bị ô nhiễm nặng. Khâu quan trọng nữa đối với phương pháp nuôi cá tầm công nghệ cao là việc cung cấp điện liên tục, bởi khi nguồn điện lưới bị cắt đột ngột, hệ thống máy phát điện 3 pha sẽ tự động chạy để đảm bảo nguồn điện cho các hoạt động sản xuất. Khi điện lưới được khôi phục, máy phát sẽ tự động ngưng để đảm bảo an toàn cho hệ thống thiết bị bên trong trang trại. Cách làm này đã giúp trang trại ít bị thiệt hại, duy trì được sản lượng bình quân 200 tấn cá mỗi năm và dự kiến tăng lên 400 tấn trong năm 2022. Thưa bà con, với lợi thế về đồng cỏ rộng lớn, nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp phong phú và nguồn lao động địa phương dồi dào, Lạc Dương đã có những chính sách để nông dân phát triển đàn bò vàng lấy thịt. Thanh Hải được biết là tại Lạc Dương thì các nông hộ đã được hỗ trợ về kinh phí đầu tư, hỗ trợ về những kỹ thuật chăn nuôi rất là bài bản đó Kiều Anh. Và bước đầu thì những mô hình nuôi bò vàng tại Lạc Dương đã mang lại những tín hiệu khả quan. Gia đình anh Tống Xuân Bình ở xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương đã nuôi bò vàng lấy thịt trong những năm trước đây. Nhưng do số vốn hạn hẹp, anh chỉ mới nuôi một số lượng bò hạn chế. Nhưng hiện nay với sự hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách nhà nước, anh đã phát triển đàn bò lên gần 10 con. Anh cùng hai hộ dân khác trong vùng cùng tập trung làm chuồng trại cùng một khu vực để tiện chăn thả, chăm sóc tổng đàn bò hơn 20 con của cả ba gia đình. Hiện nay ngân sách địa phương hỗ trợ 654 triệu đồng, các hộ dân đối ứng 416 triệu đồng để phát triển 10 mô hình chăn nuôi bò cái vàng sinh sản giống địa phương. Mỗi mô hình 5 con, các nông hộ được chọn là những gia đình có điều kiện đối ứng, có kinh nghiệm chăn nuôi, có diện tích trồng cỏ. Các nông hộ này được hỗ trợ con giống, mô hình trồng cỏ, xây dựng chuồng trại, máy băm thức ăn, thuốc thú y và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chăn nuôi bò. Sau 6 tháng giao bò và chuyển giao kỹ thuật, đến nay, 10 mô hình nuôi bò bán thâm canh trên địa bàn 5 xã của huyện Lạc Dương đã phát triển ổn định. Bò tăng cân nhanh, phòng bệnh tốt, đồng cỏ tăng trưởng mạnh, đủ đáp ứng nhu cầu thức ăn cho đàn bò. Thưa quý vị và bà con, mắc ca được nhiều nhà nông tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà trồng với diện tích lớn thời gian qua. Tuy nhiên, do chưa có kỹ thuật chăm sóc hiệu quả cũng như đầu ra chưa ổn định, nên loại cây trồng này vẫn chưa bén rễ bền chặt và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Trước tình trạng này, đoàn thanh niên xã Tân Thanh đã thành lập tổ hợp tác trồng mắc ca để phát triển cây trồng này tại địa phương. Anh Lục Văn Nhân là thành viên của tổ hợp tác sản xuất mắc ca Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Tham gia tổ hợp tác được 4 năm nay, anh Nhân được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất mắc ca bền vững khi trồng sen mắc ca với cây cà phê mang lại hiệu quả cao trong diện tích canh tác của gia đình mình, đặc biệt là không phải đau đầu tìm đầu ra cho sản phẩm mắc ca sau mỗi mùa thu hoạch. Tham gia tổ hợp tác, ngoài được hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm trồng và chăm sóc mắc ca, các thành viên trong tổ còn thường xuyên được thông tin về giá cả thị trường,
những chủ trương của địa phương trong phát triển nông nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất, những nguồn giống cây trồng chất lượng. Ngoài ra, tổ hợp tác tăng cường liên kết tìm đầu ra ổn định, hiệu quả nhằm tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người trồng maca. Theo thống kê của Ban Nhân dân huyện Tân Thành, toàn xã hiện có hơn 300 hectare cây maca. Với những tín hiệu khả quan từ việc liên kết sản xuất như hiện nay, khiến nhiều người trồng maca trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Lâm Hà càng yên tâm, tin tưởng gắn bó với loại cây trồng này. Trong canh tác cây trồng thì phân bón đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của cây. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lợi dụng điều này để sản xuất kinh doanh phân bón giả, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nông dân. Vâng, Thanh Hải vẫn còn nhớ là ở Lâm Đồng cũng đã có một số trường hợp bị thiệt hại nặng nề do phân bón giả và các hành vi này rất cần nhận được sự phạt thích đáng. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa xử phạt 92 doanh nghiệp hộ kinh doanh nhập khẩu, sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng. Trong đó có 44 cơ sở nhập khẩu phân bón không bảo đảm chất lượng, 9 cơ sở sản xuất phân bón không đảm bảo chất lượng, 6 cơ sở buôn bán phân bón không đảm bảo chất lượng, 3 cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm nội dung ghi nhãn, 1 cơ sở không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm phân bón. Bên cạnh đó, cơ quan liên ngành còn phát hiện 11 cơ sở nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, 2 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, 5 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, 5 cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nội dung ghi nhãn. Rất nhiều loại trái cây của Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch thành công, chẳng hạn như là vải, xoài. Không biết là Kiều Anh có biết thêm loại trái cây nào nữa không? Vâng, chị Thanh Hải. Mới đây thì cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn dự thảo chương trình xuất khẩu đối với hai loại quả tươi là bưởi và chanh xuất khẩu sang New Zealand đó. Đây chính là tín hiệu vui cho trái cây của Việt Nam. Thị trường này chỉ có 5 triệu dân, nhưng New Zealand có hệ thống kiểm dịch thực vật chặt chẽ bậc nhất thế giới. Do đó, việc xuất khẩu quả tươi sang thị trường này mang nhiều ý nghĩa. Việc mở cửa được thị trường cho trái cây tươi của Việt Nam sang New Zealand không những thể hiện uy tín hàng hóa, mà còn tạo thuận lợi trong việc đàm phán mở cửa thị trường với các quốc gia khác. Để khắc phục hạn chế trong việc phát triển các vùng nguyên liệu, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh xây dựng đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các đơn vị, cũng như ra mắt tổ khuyến nông cộng đồng của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Mục tiêu của đề án này là hình thành 5 vùng sản xuất nguyên liệu sản phẩm nông lâm nghiệp quy mô hàng hóa tập trung hiện đại với tổng diện tích gần 167.000 hectare, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ, tiến tới tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, hướng đến tăng thu nhập cho người dân. Đề án tập trung vào một số nhóm hàng chủ lực với thời gian thí điểm khoảng 3 năm, sau đó sẽ nhân rộng ra các vùng. Yêu cầu đặt ra là các vùng nguyên liệu phải đảm bảo đúng quy hoạch, đủ lớn về sản lượng, rõ về tiêu chí chất lượng, có liên kết quản trị. Không biết là chị Thanh Hải đã từng nghe đến khái niệm vòng tròn chuối bao giờ chưa? Như vậy thì Kiều Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn để cho Thanh Hải cũng như bà con nông dân hiểu rõ hơn được không? Vâng, vòng tròn chuối là một mô hình xử lý rác thải hữu cơ mà chuối là cây trồng chủ lực có vai trò quyết định. Mô hình này thì được áp dụng từ những năm 2014 tại Việt Nam với các mô hình canh tác hữu cơ. Từ đây thì bà con bắt đầu kiểm chứng được công dụng trong việc giữ ẩm đất, xử lý nguồn nước, rác thải của cây chuối và áp dụng việc trồng xen chuối trong nhiều vườn cây. Kiều Anh nói đến đây thì Thanh Hải cũng hiểu ra rồi. Và hiện tại ở Lâm Đồng cũng đã có khá nhiều bà con trồng xen cây chuối trong vườn cùng với mục đích như trên. Mời bà con cùng theo dõi ngay sau đây. Nếu như vào mùa khô, nhiều vườn cà phê thường cằn cỗi, không được sung sức, thì tại khu vườn này, màu xanh vẫn mướt mắt. Những bụi chuối được trồng xen trong vườn cà phê như thế này đã được anh Đỗ Duy Tùng, chủ nhân trang trại cà phê 5 hectare tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh trồng xen từ vài năm nay. Cũng với những lý thuyết đã được học, anh áp dụng trên vườn nhà và mang lại hiệu quả khả quan. Cây chuối sẽ tạo độ che phủ nhất định cho đất, đồng thời giữ ẩm cho đất, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết hanh khô, nắng gắt, giảm thiểu số lần phải tưới nước trong mùa khô. Ngoài ra, thân lá chuối sau khi thu hoạch có thể phủ gốc tạo mùn hữu cơ, giúp đất màu mỡ hơn. Quả chuối sau khi chín được tùng ủ làm dịch chuối, một loại phân bón hữu cơ tự nhiên, bổ sung hàm lượng khoáng chất cần thiết cho cây trồng và giúp cây trồng phát triển tốt. Đây là phương pháp được khá nhiều nông dân áp dụng hiện nay, chủ yếu là bà con canh tác theo hướng hữu cơ.
Mục đích của mình trồng sen chuối trong vườn là khi mà cái cây chuối thì trồng cạnh gốc cà phê thì nó sẽ giữ nước cho cây cà phê. Vì mùa cà phê ở đây, ở Lâm Đồng mình thì nắng nóng trong vòng 6 tháng. Mà đất đồi như thế này nước không giữ được nên là mình phải trồng thêm chuối. Và khi mà đến quả chuối mà dùng được thì mình lại làm cái sản phẩm từ chuối là để tạo kali cho đất, mát đất. Ưu điểm của cây chuối là rất dễ trồng, thích nghi với mọi điều kiện thời tiết. Chỉ cần nước tưới đầy đủ và chăm bón là cây khỏe mạnh và phát triển tốt. Sau 6 tháng trồng, cây chuối sẽ ra hoa, tạo buồng và bắt đầu cho thu hoạch. Không chỉ Đỗ Duy Tùng áp dụng phương pháp này, nhiều bà con cũng trồng chuối vào vườn cà phê. Ban đầu chỉ với mục đích tăng thu nhập, tuy nhiên hiệu quả sau đó mà cây chuối cộng hưởng mang lại khá lớn. Chẳng hạn như vườn cà phê của nhà nông Trần Thu Hường ở xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Hàng chục năm nay, khu vườn 1 hectare cà phê được trồng xen với hàng trăm gốc chuối đủ loại. Mỗi tuần, bà Hường đều có chuối để bán, thân lá thì làm phân tủ gốc. Cũng nhờ thế mà vườn cà phê của bà khá năng suất so với xung quanh. Thay vì mình thu một lần trong năm thì tôi phải trồng cái xen kẽ, bởi vì bây giờ nếu như không tính đến chuyện nhiều cây nhiều con thì hàng tháng sẽ không có nguồn thu nhập. Đó, cho nên là cái lượng cà phê trước đây tôi trồng 1 hecta thì có thể thu được khoảng 4 tấn, 4 5 tấn gì đó, khoảng độ 4 tạ một sào. Nếu như chúng ta trồng chuối cùng với cây ăn trái ví dụ như bưởi, mít thì có thể là giữ độ ẩm và cái hiện tượng sâu bệnh thì chúng ta có thể xử lý dễ hơn, nhưng nếu trồng chung với cà phê thì nó sẽ khó hơn. Chuối thì cái tán này lá nó rộng, có điều là chuối khi từ chỗ bông cho đến khi thu hoạch thì nó cũng chỉ nằm 2 tháng thôi, cho nên là khi chặt đi thì cà phê mình lại phải xử lý cà phê thật khéo thì cái năng suất cà phê mới giữ được. Trồng xen chuối vừa có tác dụng cản gió và xốp đất, giữ nước cho cây trồng, vừa có sinh khối để làm phân bón, lại nâng cao thu nhập nhờ thu hoạch và bán quả tươi. Đây là cách làm hiệu quả, đặc biệt được khuyến khích ở những vùng đất khô hạn hoặc mới tái canh, đất trống sẽ có những lợi ích đáng kể. Không ngờ là cây chuối lại có nhiều tác dụng đến như vậy đó Kiều Anh. Vậy thì Kiều Anh có thể chia sẻ là vòng tròn chuối xử lý rác thải, cách làm này có dễ thực hiện hay không? Vâng ạ. Trở lại với vòng tròn chuối thì bà con có thể thực hiện khá dễ dàng theo các hướng dẫn sau. Đó là sử dụng một khoảng đất trống gần gia đình và đào hố sâu khoảng 2 mét, rộng từ 1,4 đến 1,8 mét. Xung quanh hố thì trồng từ 5 đến 7 cây chuối. Vòng tròn chuối dùng để chứa rác thải sinh hoạt có nguồn gốc hữu cơ như là cơm thừa, rau thừa hay là cỏ, lá cây, rơm rạ. Đây là những rác thải tự phân hủy, cung cấp chất dinh dưỡng tại chỗ cho cây. Và kết hợp với hệ vi sinh vật đất sẽ phân giải xác bã thực vật để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng xung quanh. Bên cạnh đó, cây chuối phát triển nhanh sẽ che chắn cho các cây trồng còn lại. Và mùa khô, cây chuối sẽ chia sẻ và giữ ẩm cho các cây trồng khác. Đây chính là cách làm đó chị Thanh Hải. Vâng, quả thật đó là những chia sẻ hết sức hữu ích dành cho bà con nông dân. Và thưa bà con, những chia sẻ về vòng tròn chuối vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Thanh Hải và Kiều Anh xin cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.